Đại học Bách khoa Hà Nội xin lỗi sinh viên ăn cơm thừa. Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Mới đây, trong một bản tin của VTV1, Đài truyền hình Việt Nam gây chú ý khi một số sinh viên Bách khoa Hà Nội tố phải ăn cơm canh thừa với nhiều dị vật bất thường. Trong thời gian học tập trung môn giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên cho biết hàng ngày ăn ở căng tin tầng 2, tòa A15 thuộc khuôn viên trường do nhà cung cấp suất ăn phụ trách. Những sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung rồi chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau. Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục múc thành các phần ăn mới. Chiều mùng 7 tháng 10, ngay sau khi làm việc với phóng viên của Chuyển động 24 giờ, VTV về nội dung sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh bữa ăn của tân sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh. Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thực, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua trung tâm y tế Bách khoa, nhân viên mới không nắm được quy định. Ngay sau khi nắm tình hình, ban lãnh đạo đại học đã chỉ đạo để xử lý công khai các tập thể, cá nhân liên quan đảm bảo quyền lợi của người học. Đồng thời, cũng trong chiều mùng 7 tháng 10, Đại học Bách khoa đã dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh, chuyển đơn vị khác để cung suất ăn đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để. Đại học Bách khoa giao đơn vị phụ trách công tác sinh viên tăng cường tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, bảo đảm giải quyết kịp thời các thắc mắc, đề nghị về ăn uống của sinh viên, hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau sự việc, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Nhà trường mong muốn luôn nhận được các ý kiến đóng góp của xã hội, người học để các hoạt động của nhà trường ngày một tốt hơn.